Kênh Châu Sóc Trăng xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Châu tiếp tục chia sẻ cho đến cô chú anh chị và các bạn và những cái cây có giá trị rất là lớn của chú anh chị. Thì như cái gốc bằng lăng đó là giá trị lên tới 1 tỷ luôn, rất là cây. Cây bằng ông thì đã chết rồi nhưng mà rất là to, còn vẫn để ở đây nghe cô chú anh chị. Thì các bạn cô chú anh chị cùng xem video nha. Thì trước mắt Châu đây thì một cái khối cây, gốc cây được điêu khắc rất là nhiều con vật trên này nghe cô chú anh chị. Đây, đây là con cá sấu, con cá sấu, xong rồi tới đây là con cá chép, rồi kế nữa đây là con rùa, con rùa rất là độc đáo nha cô chú anh chị. Còn cái có cây lớn ở trên là một con sư tử, đó, đây là con sư tử nè, một cái gốc cây rất là nhiều con nha cô chú anh chị, rất là nhiều con vật. Đây là con sư tử, đây, đó, đây cái đuôi sau, phần đuôi sau nó, thì phía đuôi sau của con sư tử là một con đại bàng và một con rắn nha cô chú anh chị, đây là một con rắn nè, rồi quấn qua đây, đó, quấn qua đây là một con rồng, thì ăn dài qua đây nè cô chú anh chị, đó, quấn qua đây là con rồng nữa, thấy không? Đây là đầu rồng nè. Đây là đồng rồng, đó. Bên đây là đầu hổ, một cái gốc cây mà ra rất là nhiều hình con vật này của chú anh chị, rất là đẹp. Phía trên này là hình một con mãng xà của chú anh chị. Còn đây là một khối cây lớn được tạo hình thành một con hổ nè cô chú anh chị. Đó, thì chưa có rất là đẹp của chú chị. Chú cho con biết cái cây này là cái gốc cây gì không chú? Cái này cái bằng lăng. Cây bằng lăng hả? Bằng lăng ấy, dùng ngoài kêu bằng lăng, mình ở miền Nam mình kêu cây thao lao đó. Cây thao lao hả chú? Nó bự quá trời ha. Này là mình đào tới cái góc dưới luôn hả chú? Hay là nó nổi lên vậy? Của người ta bán vậy đó. Vậy đó hả? 1 tỷ đó. Góc này 1 tỷ hả? Ừ, góc. Quá trời bự luôn trời. Rồi cái góc coi nè, nó cao hơn chú biết bao nhiêu luôn. Cái này mình xịt dầu làm gì đi chú? Bảo quản. Dạ. Cho nó đừng bị con này kia ăn hả chú? Còn kính thưa cô chú anh chị, đây là cái gốc cây bằng lăng trị giá 1 tỷ nha cô chú anh chị. Thì rất là to luôn. To, dầu rất là nhiều. Đây nè. Đây cái gốc cây trị giá 1 tỷ nha cô chú anh chị. Nó rất là đẹp, nó bự dữ lắm. To kinh khủng. Đó. Rất là to. Quá trời to luôn. Đi cỡ 4-5 người ôm mới giáp được cái gốc cây bằng lăng này. Rất là cái điểm nó đặc biệt là nó vô biển, nó rất là khác những cây thường. Nó phùng ra ngộ lắm. Nó phình to ra. Rất là đẹp. Rất là độc đáo. Quá trời gốc cây. Là ông hổ này là được làm từ cây bàng đó ra nghe cô chú anh chị. Hổ này được làm từ cây bàng. Rất là đẹp. Thì đây là cái điểm đặc biệt nhất này cô chú anh chị, đây là cái gốc bàn bàn ông tại đền thờ Đại Ngãi. Thì hiện tại còn ở trong cái xưởng gỗ của An Hỷ, thì cũng còn trong đây này cô chú anh chị. Đây là gốc cây bàn của chú anh chị. Cái phi phần bên đây nó còn đủ quá ha cô chú ơi, chú phần gốc bên đây nè nó đủ hơn bên đây ha, bên đây mình phải gáp lại.
không, tại vì khi mà mình cắt ra như nè, mới di chuyển về cắt con bên đây, bên đây còn nguyên. À, mình cắt một bên để mình di chuyển thôi chú. À, thì nó giáp lại cũng nguyên lại à. Dạ. Thì Châu đến đây Châu muốn chia sẻ đến cô chú anh chị những cái có cây được điều khắc rất là đẹp và những cái cây có giá trị rất là lớn của chú anh chị. Thì như cái gốc bằng lăng đó là giá trị lên tới 1 tỷ luôn, rất là cao. Thì cảm ơn cô chú anh chị đã xem video nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới tiếp theo của Châu nha.